Lời đầu tiên cho phép Thảo Linh được gửi tới quý vị trong buổi tối ngày hôm nay lời chào trân trọng nhất. Thảo Linh cũng nhân dịp năm mới muốn kính chúc tất cả các cô chú, các anh, các chị, các quý vị đại biểu có trong khán phòng ngày hôm nay một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, vạn sự, may mắn. Hát nắng có còn xuân, xin phép mọi người cùng lắng nghe. Thank you.